FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và câu lạc bộ Rennes. Đây là trận đấu thuộc vòng 24 giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 và sẽ được diễn ra lúc 3 giờ rạng sáng ngày 12 tháng 2. Với trận đấu này, Paris Saint-Germain sẽ tiếp đón Rennes trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của trận đấu này thì chủ nhà Paris Saint-Germain sẽ chấp Rennes với mức kèo là 1 đáy, mức kèo phải hạ xuống còn 0.75 và tăng là 1.25, mức tài xỉu trận đấu này là 2.75, 3 trái và 2.5 tùy theo kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mời các bạn cho mình xin một like video và share kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Paris Saint-Germain và Rennes. Paris Saint-Germain thắng 2 và 1 và thua 2 trước Rennes. 5 trận thi đấu gần nhất của Paris Saint-Germain thì họ thắng 3 và hòa 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Rennes thì họ thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và trận đấu này với mức kèo thế này, tôi khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đầu khách Rennes trong trận đấu này. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Rennes bị đánh ra cửa dưới, nhưng mà Rennes họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu so với Paris Saint-Germain các bạn. Thứ hai thì nếu trận đấu này mà hai đội có hòa nhau, thậm chí là Rennes có thất bại trước Paris Saint-Germain với cách biệt là 1 bàn, thì chúng ta chọn cổ Rennes, chúng ta chỉ tự quay kèo để thắng kèo mà thôi. Và thứ ba nữa, thì xét về phong độ của hành tích đối đầu á, thì Rennes họ cũng đang khá là ngang ngửa với Paris Saint-Germain. Và những lần mà đến làm khách trên sân của Paris Saint-Germain thì Rennes có quả khá tốt. Mình đi đón trận đấu này có thể là Rennes cầm hòa được Paris Saint-Germain, hoặc là có thể là thất bại với cách biệt là 1 bàn là cùng. Và cũng không loại trừ Rennes trận đấu này sẽ đá bại được Paris Saint-Germain nữa, cho nên bạn nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa đội khách Rennes, được chấp 1 trái hoặc là 1.25 trận này. Mức tài xỉu trận đấu là 2.75, 3 trái và 2.5. Thì những lần chạm trán của hai đội thì thường mình thấy cũng từ 3 bàn trở lên là nhiều. Mình đi đón trận đấu này hai đội hòa nhau với số là 2 đều hoặc là 2-1 như vậy cho Rennes, cho nên bạn nào tin tưởng mình nữa thì bạn ưu tiên đá cửa tài trong này. Mức hiệp 1 thì mức kèo chấp nửa trái và tài xỉu là 1.25. Hiệp 1 thì các bạn hay là đá Rennes và các bạn canh tài hạ xuống khoảng 1 trái hoặc là 0.75 các bạn vào. Mình đi đón hiệp 1 hai đội hòa nhau với số là 1 đều. Ưu tiên đánh tài hiệp 1 cũng khá thơm. Và tới màn trận đấu thì các bạn chọn Rennes và các bạn đá tài hai 1 cũng vậy. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.